Tại tỉnh Long An, sáng nay, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa đã có buổi kiểm tra tiến độ thi công trường Trung học phổ thông Võ Văn Tần, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa và quy trình xây dựng công trình chuyển đổi xanh tại trường. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục khối nhà chính của công trình cơ bản đã hoàn thành. Dự kiến năm học 2024-2025, trường được đưa vào hoạt động. Trường Trung học phổ thông Võ Văn Tần là ngôi trường công lập đầu tiên tại Việt Nam xây dựng công trình chuyển đổi xanh với 3 điểm cộng lớn là hệ thống chiếu sáng tự nhiên, kiểm soát chất lượng không khí trong trường học và tiết kiệm chi phí vận hành về lâu dài. Hiện mức chứng nhận công trình xanh của trường đạt mức độ 2 với mức tiết kiệm 40% năng lượng so với chuẩn chung của dự án. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn bộ công việc xây dựng, thường xuyên kiểm tra, bám sát tiến độ thi công, bảo đảm hiệu quả sử dụng trong quá trình dạy cho học sau này. Để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào hoạt động đúng kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa cùng các sở ngành có liên quan cần quan tâm chuẩn bị sớm công tác nhân sự, chất lượng tuyển sinh đầu vào trong năm học mới nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng trường Trung học phổ thông chất lượng cao. Về các cái giấy phép của các sở ngành thẩm định chức năng, tôi đề nghị các sở ngành các chí phải tăng tốc và xem đây là một cái công trình mà chúng ta hoàn toàn chúng ta phục vụ gì cái lợi ích an sinh. Do đó tôi đề nghị các đồng chí phải đến sở ngành nào thì các đồng chí phải thẩm định và trình cho nó sớm. Nếu mà thuộc lĩnh vực của ủy ban thì các đồng chí thẩm định trình ủy ban, còn lĩnh vực của các sở ngành thì các đồng chí phải đẩy nhanh lên và tiến độ, và chúng ta đảm bảo được cho cái đồng bộ trong cái pháp lý cho cái dự án này. Trường Trung học phổ thông Võ Văn Tần được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tài trợ với tổng kinh phí xây dựng và đầu tư trang thiết bị là 100 tỷ đồng. Thông qua sự vận động của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trường xây dựng trên diện tích hơn 31.000 m2, có thiết kế hiện đại, khoa học, hòa hợp với thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 2.000 học sinh.